Chào mọi người, bếp trai kỳ duyên của mình ngày hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người làm một món bánh. Ở đây là món bánh mình chế trong gia đình mình ăn nha. Rất là gọn và đơn giản nè. Mình sẽ cho khoảng 100 g đường, 3 muỗng dầu ăn, 3 muỗng ăn canh nha. Và ở đây là bột nổi để làm bánh. Mình sẽ cho một muỗng cà phê bột nổi. Một muỗng cà phê bột nổi và 3 muỗng chanh. 1 2 3 4 muỗng luôn đi. 4 muỗng chanh. Mình sẽ quậy cho hỗn hợp này nó tan ra. Mình không có dụng cụ, mình đánh bằng cái muỗng nha. Mình đánh bằng cái muỗng trong cái hỗn hợp này khoảng chừng vài phút. Rồi, hỗn hợp này mình đánh khoảng chừng 2-3 phút. Nó tơi lên. Sau đó mình sẽ rây bột nha. Đây là bột mì ngang. Bột mì ngang mình hay thường xài làm bánh, mình sẽ rây bột. Khi mình rây bột như thế này làm cho bột nó mịn nha. Mình dễ bóp. Chúng ta sẽ rây bột cho nó nhuyễn. Cũng có thể lược được rác. Ở đây nữa cái bột nhưng mà mình sẽ cho từ từ vô. Không có cần thiết phải làm cho hết nửa cái bột đâu. Cái lượng đường của mình với lại dầu á, thì nó vừa để cho mình bóp. Mình đổ chừng như thế nào cho nó vừa thì mình sẽ dừng lại. Mình thử trộn nha, coi nó vừa chưa chưa vừa mình sẽ thêm bột nữa. Đây là cách mình chỉ thử, mình để từ từ bột vô thôi. Mình thử khi nào nó vừa mình sẽ dừng lại. Tại vì khi làm đậu chừng á, thì mình không có cân lượng gì hết á. Mình chỉ làm theo cái cảm tính của mình thôi.
rồi, nó gần được rồi đó nha các bạn. Bởi vì mình rây vô đây nè, mình làm cho bột nó rất là nhuyễn, mình nhồi nó nhanh tan lắm. Giờ mình sẽ lấy tay trộn nha, cho nó nhanh đều. Rồi, như vậy là với cái lượng đường chanh cái nước chanh với dầu ăn thì như vậy là nó chưa hết nữa cái bột. Cái món bánh này mình sẽ chia ra hai món nha. Một là mình sẽ làm bánh bao, và hai nữa là mình sẽ làm bánh xếp. Bánh xếp ngọt với nhân dừa và đậu xanh. Thì cái khâu mà mình trộn bột như thế này thì mình sẽ nhồi cho nó đều bột. Rồi, như vậy là cái khâu mình nhồi bột đã xong. Nhìn cục bột rất là ngon, hấp dẫn. Nhìn như thế này. Mình sẽ để vô tủ lạnh. Mình ủ lại, ngày mai mình hãy làm. Thì bột nó sẽ nở ra rất là đều. Mình để vô ngăn mát thôi nha mọi người. Thank you.
Đây là khóm và nước đường. Mình sẽ làm nhân bánh là trong đây là dừa, đậu xanh. Trong cái nhân khóm này là nhân dừa với đậu xanh. Mình đã xào sẵn trước rồi, bây giờ mình sẽ xào khóm thêm vô nữa cho hương vị nó khác lạ mới đặc biệt nữa nha. Mình sẽ cho lửa nhỏ nhỏ lên cho nó ráo lại. Thử cho lửa nhỏ từ từ cho nó ráo lại. Để đi khoảng chừng 10 phút nó khô bớt lại. Khóm dừa nó thơm lắm, quá thơm luôn, có hương vị đặc biệt ở đây. Cái trắng thì mình làm nhân mặn, cái đó là nhân ngọt, còn cái này là nhân mặn. Lên chảo mình xào cho nó khô, nó thật là khô tại vì củ sắn nó sẽ ra nước. Đây là nấm, giờ mình sẽ xào chung với củ sắn. Rồi mình cũng sẽ bắt lên lửa nhỏ thôi, không cần lửa lớn, để khoảng nửa tiếng 30 phút, để cho củ sắn nó ráo từ từ, nó ráo nước. Mình sẽ cho hạt nêm vô, muỗng hạt nêm. Mình để lửa nhỏ vậy để cho nó bốc hơi lên, cho nó khô, cho nó có thời gian nó ráo củ sắn. Tại chừng nào củ sắn nó ráo rồi mình phải thêm gia vị nêm cho nó vừa ăn. Rồi ở trong cái nhân củ sắn này mình sẽ để một ít củ đỏ lên cho nó đẹp nha, và hành lá cho nó thơm.
còn một ít tiêu nữa. Mình nói là để khoảng 30 phút đó, cho nó thật sự ráo nước. Nó ráo nước nó sẽ rất là ngon. Rồi, giờ đây là bột mình đã nhồi ngày hôm qua, mình để vào tủ lạnh. Bột nó nở ra, nó phình lên, nhìn thấy rất là ngon. À, khi mình làm bánh này thì bột nó nở như thế này, nó rất là ngon nha mọi người. Nó xốp bánh mình dữ lắm. Bánh mình, bột mình lúc này nó đang nở ra, nó rất là xốp. Mình sẽ nhồi lại cho nó dính lại nha. Bởi vì khi mình để cái bột nổi vô nó sẽ có cái mùi thì nồng. Mình để tủ lạnh qua một đêm như thế này thì bột nó sẽ rất là tơi lên và nó bớt nồng lại. Đây là nhân ngọt. Nhân ngọt mình nói mình xào với khóm, với đậu xanh và dừa, mè, hạt diệt quất. Cái này chắc cái nó hơi dư bột nở rồi quá. Nhưng mà nếu bột nở nó nhiều như thế này mà nó phình lên như thế này thì mình chiên nó sẽ rất là ngon đó. Thôi hoặc mình hấp nó, mình nướng nó cũng ngon nữa. Nó sẽ rất là xốp.
củ sắn nó đã khô rồi thì mình sẽ tắt bếp. Trong cái nồi nước này mình sẽ chế một miếng giấm. Rồi bánh là trắng. Xé cái miếng lá chuối đi. Lấy lá chuối mình lót vô cái dĩ, mình hấp bánh lại, đợi nước sôi. Mình sẽ cho nhân mình mới xào vô nha. Chiếc này là một cái loại bánh nhân mặn. Hồi nãy thì mình làm là bánh nhân ngọt, bây giờ là bánh nhân mặn. Mình hy vọng nó sẽ nở ra rất là xốp. Mặc dù là bột nó hơi khó làm nhưng mà mình cảm giác bột nó xốp lắm. Xốp chưa? Mệt chưa? Nước sôi để vô.
cái nữa đi. Cái bánh bao của mình ở đây bột quá xá là nở, cho nên nó sẽ là một cái bánh bao không được đẹp gì cho lắm. Rồi bây giờ phần bột còn lại mình sẽ làm bánh nướng hay hoặc chiên nha, nhưng ngọt. Mình sẽ chia ra làm 3 cái nữa. Mình sẽ có 4 cái bánh nướng. Mình sẽ nướng trên chảo. Giờ ở đây là mình sẽ có một cái chảo để nướng nha, chảo chống dính. Mình sẽ nướng nó là khô chứ mình không có chiên, vì chiên nó sẽ rút dầu, cho nên mình nghĩ là mình sẽ nướng đó. Wow, bánh hấp của mình nó phình lên rất là đẹp.
giống con chuột con. Vì cái này là không phải lò nướng cho nên cái nhiệt độ nó không có đều. Bởi vậy mà mình sẽ trở bề nữa. Mình nướng bằng chảo chống dính chứ mình không có nướng bằng lò. Cho nên vấn đề ở đây là nó sẽ được trở bề. Tắt đi. Mới ngủ hay lấy rồi. Cái bánh bao của mình thì nó không có đẹp gì đâu, nhưng mà hai cái bánh này dễ thương hơn. Rồi, cái món bánh của mình nó đã hoàn thành. Mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc mọi người một ngày mới an lành hạnh phúc. Nguyện chúng sanh an lạc hòa bình thế giới, A Di Đà Phật. Rồi, nó đã chín hoàn toàn. Sự đã chín. Mình thấy cái bánh rất là xốp. Mọi người cùng thưởng thức nha. Rồi, một mẻ bánh nữa. Mình tắt lửa nha. À, bị khét dư lửa. Rồi, như vậy là cái mẻ bánh nướng của mình nó cũng đã hoàn thành. À, có hơi khét một chút, nhưng mà nhìn cũng rất là ngon, hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. À, chúc mọi người một ngày mới nữa an lành, hạnh phúc. Cuộc sống tràn ngập những niềm hy vọng tốt đẹp cho cuộc đời.
Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đệ tử đại bi cứu độ chúng sanh, tai qua nạn khỏi dịch bệnh tiêu trừ, A Di Đà Phật. Nhìn cái dĩa bánh nướng của mình ngon lắm và rất là thơm. A Di Đà Phật. Mời mọi người cùng thưởng thức.